1. Tai nạn đến trùng trùng điệp điệp nhưng tinh thần và thân thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Một đời đều là gặp đại nạn mà không chết. 2. Tâm thái mềm mỏng, từ bi không nỡ sát sinh, không tham tiền tài, không hẹp hòi, bùn xỉn, không tích tiền. 3. Thông minh, trí tuệ, ngộ tính cao. Bình sinh hay có hứng thú đối với những điều huyền bí trong tôn giáo, Phật giáo. Thường hay học theo những điều bí truyền. Trong mộng thường thấy bản thân bay tới một số nơi có núi rừng, miếu cổ, thánh địa nào đó. 4. Thường hay mơ thấy Phật đạo thần, hay bị bóng đè, thấy bản thân xuất khỏi thân thể đi đâu đó. 5. Đột nhiên chẳng hiểu sao thấy mệt mỏi, nhưng kiểm tra thì không tìm ra bệnh. 6. Cảm ứng được với những thứ liên quan đến thần, Phật, siêu nhiên. Cảm nhận được khi tiếp xúc với các tu sĩ, tăng nhân tu đạo tu Phật, hương đồng, vân vân. Trong núi cao, miếu địa, những dấu hiệu đặc biệt hơn. 1. Có dấu hiệu đặc thù mang điểm báo phúc lành trong bát tự và tướng số. 2. Có vết đốm, vết bớt, nốt ruồi tạo thành thất tinh hoặc các chòm sao, dấu hiệu bạn đã tu từ nhiều kiếp. 3. Các bộ phận trên thân thể đều phân chia âm dương tách biệt. Rõ ràng nhất là xét bàn tay. Khi nắm tay vào và đưa lên đầu, giữa lòng bàn tay và mu bàn tay được biết đến như hai mặt âm dương của bàn tay, ngay lập tức hiện lên ranh giới rõ ràng giữa trắng và hồng. 4. Trong thời khắc nguy hiểm hoặc trong một khoảnh khắc huyền bí nhất thời, nhìn thấy được cảnh tượng qua con mắt thứ 3.5. Nguyên thần xuất khỏi thân thể trong lúc ngủ, thấy bản thân đi luyện một môn pháp nào đó, hoặc lên trên thiên quốc, hoặc vô thức mà đọc được một cuốn sách trời. 6. Bản thân cảm thấy mình đều tự dưng biết được nhiều việc, cảm thấy rất quen thuộc các sự việc xảy ra nơi thế gian. 7. Nằm mộng thấy ai đó hoặc sự việc nào đó, tiếp nhận một loại nhiệm vụ hay sứ mệnh nào đó. Thông thường một nửa hoặc quá nửa mọi người đều thuộc về người đã từng tu hành. Những người này thường có những biểu hiện sau: luôn tuân thủ pháp luật, đúng giờ, giữ chữ tín, không vì bị cường quyền áp chế mà mất đi sự kiên định. Là người nghiêm túc, có trách nhiệm, làm tốt trên nhiều phương diện, bên ngoài thì rất có năng lực, trong tâm thì tự thấy bình an. Có lễ nghĩa, nhìn qua đã thấy là người khoan dung độ lượng, rất công bằng, biết điều gì nên làm và không nên làm. Sống có tình có lý nhưng không mê tín, có sai nhận sai, kiên trì với công việc, chức vụ của mình. Làm việc không cứng nhắc, không vị tư, lấy việc dẫn dắt người khác những gì mình học được làm vui. Không lạnh nhạt, bàng quan, lấy cống hiến làm vui, thà chịu thiệt thòi chứ không làm hại người khác. Không lập bè kết phái, không nhìn người khác bằng ánh mắt nhỏ nhen, thường đứng trên lập trường người khác mà nghĩ tốt cho họ. Không nhìn mặt mà bắt hình dong, mà là phân định người qua những tiểu tiết, hành động tinh tế. Tính cách: luôn chọn việc làm hướng thiện, độc lập, có chủ kiến, có ngạo khí, không chịu khuất phục nhưng tôn trọng quyết định tập thể. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nếu có thể làm tốt hơn thì nhất định làm lại thêm lần nữa. Không tham, không trọng tiền bạc, có thể không giỏi quản lý tiền tài của chính mình nhưng lại cẩn thận, tỉ mỉ đối với tiền tài của người khác. Hiểu chuyện sớm, phàm là việc người khác thì đều tận lực giúp đỡ, nhưng không làm phiền người ta khi bản thân có chuyện. Không buông lời khinh rẻ người khác, sự việc dù bi quan đến đâu cũng vẫn xử lý với thái độ tích cực nhất. Tình cảm và mối quan hệ: có khá ít mối quan hệ với người khác, có giá trị quan khác với người bình thường. Khi tiếp xúc thì khiến người khác từ cảm mến đến rất bậc yêu quý. Tuổi dù có lớn thì tâm thái cũng không hề già nua, tâm tính giống hệt như đứa trẻ, đơn thuần, tiếng cười thẳng đãng, nhiệt tình, là một người trời sinh đáng mến. Biết cách sắp xếp tình cảm, suy nghĩ của chính mình một cách hợp lý, có thể bỏ qua nhưng cũng có thể rất chú tâm. Không sợ chết, cũng không sẽ tiếp tục chuyển sinh thành người, nếu có thể như thế cũng sẽ cống hiến tốt cho nhân loại. Luôn là tâm điểm khi đứng trong một tập thể, nội tâm vẫn luôn cảm thấy mình như không thuộc trong xã hội con người. Có yêu cầu cao đối với bản thân, làm những gì bản thân tự đề ra cho mình chứ không làm vì ánh mắt người khác nhìn mình thế nào. Những lĩnh vực khác: thường có suy nghĩ muốn đi đâu phiêu bạt tự do tự tại, chứ không tới nơi phồn hoa, danh tiếng. Có thể cân bằng tốt việc học tập và thực tiễn, khả năng học tập mạnh mẽ, khả năng phân tích, quy nạp, tổ chức đều tốt. Cực kỳ quan tâm tới tình trạng sức khỏe của bản thân, theo đó cũng có sắp xếp trước cho sự ra đi của mình. Giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ, có mắt nghệ thuật, có mỹ cảm, biết thưởng thức.